cảm giác lần đầu tiên lên đội tuyển thì cũng bất ngờ nhưng mà hạnh phúc lắm. Nói chung là cái đó chắc là do thầy bắt nhìn nhận và mình sự cố gắng của mình. Từ khi em đi đá bóng thì lúc đi chập chững bước vô bóng đá chuyên nghiệp thì vào nay banh thì có anh tại em với anh Long Giang cũng như giúp đỡ từ chuyên môn đến cuộc sống ngoài đời. Không có chuyên môn từ nhỏ nên lên tập đội lớn thì anh tại em Long Giang nào tập mình từ tí những kỹ thuật cơ bản. Anh là lần đầu tiên là em thông báo về với ba mẹ và vợ em. Nói chung là ba mẹ vui lắm mà cũng như không nói lời luôn. Thầy Trung thì chỉ dặn dò là lên tuyển thì cứ cố gắng tập luyện và thi đấu giống như ở câu lạc bộ và giữ gìn hình ảnh của câu lạc bộ. Đối với em thì có thêm thể lực và sức mạnh. Nói chung là em cũng thấy cảm thấy được tự hào và muốn cố gắng để ở lại đội tuyển để cống hiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.